À, vâng chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tải và cài được cái game đó là game PUBG PC các bạn nhé. Thì cái bản mobile thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài cái bản PC. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ mở một cái trình duyệt lên cho mình. Mình sẽ dùng cái trình duyệt Chrome các bạn nhé. Đây, trình duyệt Chrome đi. Sau đó các bạn vào cái trang Steam cho mình. Steam, đây, Steam Enter. Rồi, vào đây thì các bạn nhìn thấy cái trang đó là storesteampower.com này. Các bạn click vào đấy cho mình. Hoặc là các bạn có thể kích ở dưới phần mô tả, mình để cho các bạn cái link dưới đấy cho các bạn tích cho nhanh nhé. Kích vào đây. Thì vào đây thì các bạn có thể đây là cái trang chủ của trang Steam. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái dòng đó là Installer Steam đúng không? Màu xanh xanh này. Các bạn kích vào đây cho mình. Kích vào đây. Kích vào đây thì nó sẽ có cái bản tải đây cho bạn này. Đấy. Thì ở dưới đây nó có thể là bản tải cho Mac này. Ở trên là Windows này. Đây cái biểu tượng cửa sổ Windows này. Đấy thì các bạn có thể tải Windows. Mình đang hướng dẫn trên Windows. Còn bạn nào dùng Mac thì các bạn tải bên dưới. Rồi các bạn kích vào đây. Khi các bạn kích vào đây thì sẽ có một cái phần mềm Steam nó được tải về. Thì các bạn kích vào cái đấy để bắt đầu chúng ta cài nhé. Kích vào Steam để cài. Chọn Yes. Rồi. Chờ mình chút để mình tắt cái này đi. Đây, đây chính là cái màn hình khi các bạn kích vào cái phần mềm Steam. Thì đầu tiên các bạn ấn Next. Next. Rồi, đây là chọn ngôn ngữ này. Thì mình không thấy có tiếng Việt. Thì mình cứ để mặc định là tiếng Anh các bạn nhé. Các bạn ấn Next. Còn đây, đây chính là cái nơi lưu trữ cái phần mềm Steam này. Thì các bạn có thể thay đổi cái nơi lưu trữ đến cái thư mục mà các bạn mong muốn. Ví dụ mình không muốn lưu ở ổ C nữa, vì ổ C của mình là chỉ để cái Win thôi. Thì mình muốn lưu ở một ổ giải trí riêng. Thì mình sẽ làm như nào? Ấn vào Browse. Kích vào cái phần Zip PC. Đấy, thì ở đây nó có cái ví dụ cái mục giải trí này. Đấy, thì trong đây mình sẽ lưu rất nhiều game. Mình muốn lưu cái Steam lên đây thì mình sẽ Make New Folder. Mình tạo chữ Steam vào đây. Tùy các bạn viết tên gì cũng được, miễn là các bạn cảm thấy là dễ thao tác được. Ok, cái Steam này có rồi này. Có rồi thì chúng ta có thể tạo là Steam 2 đi. Được chưa? Ok, có rồi đây này. Thì mình sẽ chọn là Steam 2. Ấn Ok. Đấy, thì lúc này nó sẽ chuyển từ ổ C sang ổ E. Đúng chưa? Chuyển từ ổ C sang ổ E và nó lưu ở thư mục Steam 2. Ok chưa? Sau khi các bạn chọn được cái nơi lưu trữ rồi, các bạn ấn Install. Thì đây là quá trình cài Steam nó rất nhanh thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn Philips. Đấy. Thì đây, đây là cái quá trình nó sẽ update cái Steam của các bạn. Nó update, các bạn cứ để cho update. Thì đây, khi các bạn cài Steam xong thì ở trên cái màn hình của các bạn nó sẽ có một cái biểu tượng icon đó là Steam. Đấy, cái hình như là cái gọng kìm này. Đấy là Steam. Thì đây là quá trình nó đang update. Thì các bạn cứ chờ một chút cho nó update cho xong lại nhé. Update xong thì chúng ta sẽ vào cái bước tiếp theo. Ok, như vậy là nó đã update xong rồi sao này? À, nó vẫn còn một chút nữa, vẫn chưa xong. Nó update xong nó sẽ hiển thị lên đây cho các bạn. Đấy, thì đây, đây chính là cái màn hình Steam các bạn này. Màn hình Steam này. Thì đây có nghĩa là đầu tiên là nó sẽ có cái mục là Create New Account, tức là bạn tạo một account. Còn cái phần thứ hai là khi bạn đã có account rồi thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái bên dưới. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khi các bạn chưa có account nhé. Thì các bạn sẽ kích vào đây. Kích vào Create New. Nó sẽ hiển thị một cái trang mới. Thì ở đây các bạn sẽ, đầu tiên là các bạn sẽ ghi cái email của các bạn. Đấy, email. Email thì các bạn có thể ghi Gmail. Gmail thì các bạn có thể, đây, mình có một cái Gmail đây. Gmail của mình đây. Đấy, các bạn có thể tạo Gmail, tạo một cái Gmail. Nếu mà các bạn chưa biết tạo Gmail thì ở dưới phần mô tả mình sẽ để cho các bạn hướng dẫn cách để tạo Gmail. Tạo cũng rất nhanh thôi, không có gì lâu cả. Đây thì các bạn sẽ đánh mail các bạn vào đây. Thấy chưa? Đánh cái mail các bạn vào đây. Cái đầu tiên là mail, cái thứ hai là đánh lại mail. Đất nước là Việt Nam. Các bạn kích vào đây. Robot. Ok. Thì đây thì cái này là cái gì? Ô tô à? Đây, 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 đây. Ok chưa? Các bạn ấn Next. À, traffic như là đèn tín hiệu giao thông này. Đấy. Verify. Đây, 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 đây. Ô. Ok, sau khi các bạn qua được cái bước này rồi, xác thực robot rồi thì các bạn tích vào đây cho mình. Đấy. Các bạn ấn Continue. Thì đây là quá trình nó sẽ gửi đến cái mail cho các bạn một cái thông báo. Một cái thông báo kiểu như là để xác thực ấy. Bây giờ các bạn lại quay lại mail. Các bạn vào mail đi, các bạn lại đăng nhập lại mail nhé.
đây là mail thì đây này, các bạn nhìn thấy nó sẽ gửi một cái mail về cho các bạn này, Steam này, các bạn kích vào. Đấy, thì vào đây thì nó sẽ có cái dòng như này, cái dòng verify này, kiểu như là xác thực ấy, các bạn kích vào đấy, kích vào cái dòng này. Đấy, thì đây khi các bạn kích vào đây thì nó đã kích hoạt thành công này. Mình chả hiểu đây là tiếng gì, nhưng mà đại loại là nó sẽ, để mình dịch thử nhá, dịch sang tiếng Việt. Đấy, địa chỉ email đã được xác minh, vui lòng quay lại trang tạo tài khoản để hoàn tất việc tạo tài khoản Steam của bạn, ok chưa? Rồi, sau khi các bạn xác thực xong, vào mail và xác thực xong thì các bạn quay lại cái đây. Và đây thì các bạn sẽ viết tiếp cho mình Chris do account. Thì cái này sẽ là tạo một cái account của bạn, thì các bạn có thể đầu tiên là tên của nó, ví dụ như là mình sẽ đặt ra tên Đạt Đủng Đỉnh đi. Cái này các bạn đặt tên tùy ý nhá. Đạt Đủng Đỉnh 2019 đi. Đấy. Password thì các bạn chọn cái password của các bạn. Đấy, đây là đánh lại password. Ok chưa? Sau khi hai cái dòng này đánh giống nhau và cái nick của các bạn ấy xong rồi. Nếu mà các bạn cái này mà nó không hiện available ấy, thì tức là cái nick của các bạn đã có người sử dụng, thì các bạn ghi một cái tên khác nhé. Ok, thì đây như của mình là đã được rồi, thì các bạn ấn vào Done. Ok, sau khi ấn Done thì các bạn có thể thấy là nó ghi là New Account Chris, kiểu như là đã tạo một cái tài khoản thành công. Các bạn ấn Continue. Ok, sau khi các bạn ấn tạo tài khoản thành công rồi thì vào đây thì các bạn sẽ đăng nhập thôi. Vừa nãy là mình tạo là Đạt Đủng Đỉnh 2019, đúng chưa? Password thì password của mình ghi vào. Ok chưa? Thì vào đây thì các bạn có thể ấn login. Đấy, thì những bạn nào có tài khoản rồi thì đến cái bước đầu tiên vừa nãy thì các bạn có thể vào login luôn. Mình ấn login này, các bạn có thể ấn vào đây để các bạn có thể nhớ password để sau này các bạn không cần phải đánh lại nữa. Ok, bây giờ ấn login. Rồi, các bạn chờ một chút để cho nó login vào cái Steam. Đấy. Đây, các bạn có thể thấy đây chính là cái Steam của các bạn. Nó sẽ có rất nhiều cái lằng nhằng và linh tinh. Thấy chưa? Rất nhiều cái lằng nhằng và linh tinh. Thì khi mà các bạn vào đây ấy, khi các bạn đã vào đây rồi ấy, vào đây thì bắt buộc các bạn cần phải là, chờ một chút nhá, các bạn cần phải mua game. Thì bình thường thì các bạn có thể mua game ở trong đây cũng được. Nhưng mà bình thường ấy là mình sẽ mua game ở khi mình liên hệ với một số các bên nó bán cái game hoặc là bán các cái code. Thì cái đấy thì các bạn lên Google giúp mình. Đây, mình ví dụ đây. Các bạn vào Google. Vì cái bước này là các bạn phải có cái tài khoản game rồi hoặc là cái code game rồi. Ví dụ đây là mua account PUBG PC đây này. Thấy chưa? Có rất nhiều shop bán, có rất nhiều shop bán các cái account này, hoặc là các bạn mua code của Steam đi. Thấy chưa? Có rất nhiều người bán các cái code này. Có rất nhiều người bán các cái code này, thì các bạn vào Google các bạn tìm và các bạn sẽ liên hệ với họ để các bạn có một cái code. Ok chưa? Thì cái nick này của mình nó chưa có game, nó chưa có cái gì cả. Nó chưa có game mà mình cũng chưa mua, mà mình cũng vừa tạo thôi. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn khi mà liên hệ với họ rồi ấy, thì các bạn khi các bạn liên hệ thì các bạn sẽ thấy đây, các bạn sẽ thấy ở trong đây sẽ có rất nhiều game luôn. Trong đây rất nhiều game nhá. Thấy chưa? Rất nhiều game, các bạn chờ một chút để mình đây này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập một cái nick, mình sẽ đăng nhập một cái nick mà đã có mua game rồi thì mình sẽ làm cho các bạn luôn. Đây, bây giờ mình sẽ thoát cái nick này ra. Đâu rồi? Lock out. Rồi, bây giờ chờ mình một chút để mình đăng nhập vào một cái nick nhá. Và một cái nick mà nó có sẵn rồi. Nó chưa có game, nhưng mà nó đã mua game rồi, nó đã mua game và nó đã có mua game của PUBG rồi. Các bạn chờ một chút. Xem nào. Rồi, ok. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào ấy, thì nó sẽ gửi cho các bạn đến một cái mail, nó gửi cho các bạn một cái để xác minh là các bạn bạn đấy bạn đã xác minh một cái điều là bạn đã đăng nhập vào cái tài khoản này ấy. Ở cái game này nó sẽ gửi cho bạn một cái code, thì các bạn quay lại mail của các bạn để các bạn lấy một cái code nhá. Nó có một cái code đấy là cái code kiểu như là nhiều lúc mà các bạn vào ấy
nhiều lúc là các bạn vào trong trong game nó hay có ấy. À, trong Facebook ấy, xác thực ấy, xác thực đấy là bạn ấy. Đây, chờ một chút để mình lấy cái code. Đây, cái code nó sẽ gửi về đây. Cái code nó sẽ gửi về đây là 4Q. Các bạn vào mail nhé, các bạn vào mail nó sẽ có cái code này nhé. 4 me. Mình ấn next này. Ấn next này. Next. Thì ở đây nó sẽ có là mail là 4QW3F. 4QW3F. Ok chưa? Đấy, khi mà các bạn tạo tài khoản ấy, mà khi các bạn đăng nhập vào, nó sẽ có một cái mail như thế này. Nó có một cái mail để các bạn xác thực là đấy là bạn, và bạn chỉ cần vào mail và các bạn lấy cái code này và các bạn đăng nhập thôi. Rồi, đến đây các bạn ấn next nhá. Đấy, ghi cái code mà nó gửi mail cho các bạn, và các bạn ấn xong rồi thì các bạn có thể tích vào đây để nó lưu cái máy tính của các bạn vào cái hệ thống của cái Steam này. Kẻo là sau là các bạn đăng nhập lần nữa nó lại bắt các bạn ghi code đấy. Ok chưa? Bây giờ các bạn next này. Next. Rồi. Đấy, thì nó đã báo là bạn đã truy cập thành công vào cái Steam của các bạn ấy. Các bạn ấn Finish. Ok chưa? Và đây thì các bạn có thể thấy là trong đây nó sẽ có game này. Có rất nhiều game này, thấy không? Rất nhiều game. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là game PUBG này. PUBG PC đây này. Hoặc bên cạnh này, các bạn có thể kích vào. Các bạn nhớ cái bước này là các bạn mua game nhá. Các bạn nhớ phải liên hệ với các bên mua game ấy để các bạn mua game đi, mua game hoặc mua code đi. Ok. Các bạn kích vào đây này. Ok chưa? Kích vào đây thì các bạn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài nhé. Cài game này. Bây giờ đầu tiên các bạn có thể kích vào cái PUBG. Kích vào PUBG hoặc là các bạn tìm ở trong cái danh sách game ấy, nó sẽ có PUBG. Thì khi các bạn kích vào cái PUBG rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng là Install. Đấy, các bạn kích vào đây để bắt đầu cài nhé. Kích vào cài này. Thì đầu tiên khi các bạn kích vào cài thì các bạn có thể nhìn thấy là nó ghi cho mình là cái game này nó cần 32,35 GB. Trong khi đó là cái ổ đĩa của mình đang trống là khoảng 303 GB. Thế này là thoải mái các bạn cài. Còn đây, đây chính là cái nơi để nó lưu game. Lưu game nó sẽ lưu vào cái ổ mà đầu tiên mà mình tạo ấy, nó là ổ ESteam 2. Thì ở đây thì các bạn có thể tạo một cái ổ khác để các bạn lưu. Bên này, tạo trên ổ C, ổ D này. Các bạn có thể tạo một cái nơi lưu trữ khác. Tùy các bạn thì các bạn có thể kích dưới đây. Các bạn không muốn lưu ở ổ E, các bạn muốn lưu ở C hoặc ở D thì các bạn có thể ở đây. Ok chưa? Đây là cái nơi để lưu game thì các bạn có thể kích vào đây. Còn mình thì sẽ để mặc định là ổ E vì đấy là cái ổ để mình chuyên lưu game. Rồi, sau khi các bạn chọn được cái nơi lưu game rồi và đảm bảo là cái ổ đấy nó vẫn còn đủ dung lượng để các bạn cài game thì các bạn sẽ ấn Next. Next. Và đây thì các bạn có thể xem ngôn ngữ thì chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc thì phải. Các bạn chọn tiếng Anh. Các bạn ấn I agree. Kích vào đây. Đấy. Thì đây là quá trình nó đang cài cái file PUBG thôi chứ nó chưa tải game PUBG đâu. Một chút nữa nó mới tải cái game PUBG. Cái PUBG nó khá là nặng đấy. Nhưng các bạn cứ chờ một chút, mình sẽ làm từng bước cho các bạn để các bạn có thể hiểu được cái quá trình mà các bạn cài game. Rồi ok. Khi đến đây rồi thì các bạn có thể ấn Finish. Ấn Finish nhá, ấn Finish. Rồi, đây, bây giờ nó mới hiện ra cái chữ download các bạn này. Bây giờ mới hiện chữ download này. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn download. Thì bây giờ download thì nó sẽ rơi vào tầm 31,05 GB. Đấy, nó rơi vào tầm hơn 31 GB. Thì chúng ta tải cái này nó phải mất khoảng tầm, tùy vào cái mạnh cũng như là cái mạng của các bạn ấy. Các bạn có thể ấn vào download nhá. Ấn download nó sẽ tải cho các bạn này. Đấy chưa? Thì bây giờ nó sẽ ghi cho các bạn là bây giờ tải được bao nhiêu mê rồi này. Bây giờ mới được có 59,66 MB này. Thì bây giờ đây là cái quá trình nó đang tải về. Nó tải về thì các bạn cứ để cho nó tải thôi. Đây là cái quá trình nó tải thì các bạn cứ để nó tải. Các bạn đi uống cà phê hoặc là đi chơi, xong một lúc quay về nó sẽ có chữ play. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứ kệ nó nhé. Tí nữa nó đến nó cài xong thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta cài tiếp. Ok, bây giờ cứ để cho nó chạy đã. Ok.
Rồi ok các bạn, sau khi các bạn đã cài xong, nó hiện chữ play như này các bạn này. Nó hiện chữ play như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào chữ play đấy để chúng ta vào game. Chúng ta mình ấn play nhá. Ấn play này. Các bạn ấn yes thì nó sẽ cài thêm một vài cái phần mềm bổ trợ gì đó cho các bạn. Nếu máy các bạn thiếu thì nó sẽ cài thêm cho các bạn. Đây là đang cài đây. Thì các bạn chờ một chút, khi nó cài xong thì nó sẽ tiến hành nó sẽ tiến hành vào game. Rồi, nó hiện ra cái dòng này thì các bạn ấn chữ OK. Ấn Yes. Thì các bạn chờ một chút. Thì cái ở dưới góc này này, nó sẽ hiển thị cái biểu tượng của cái PUBG. Chờ một chút nhé. Sắp hiện rồi. Các bạn chú ý ở dưới đây này, nó sẽ hiển thị này. Hoặc là nó sẽ nhảy vào game luôn cho các bạn. Các bạn chờ một chút. Cái quá trình đầu tiên mà khi mà các bạn khởi động game đấy, nó hiện cái này thì các bạn chọn Allow Access. Đây này, nó đang khởi động game này. Rồi, nó vào game rồi đây các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đây nó vào game này. Mình quay bằng điện thoại cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây đang vào game này. Thấy chưa? Các bạn ấn cách xem nào. Ấn cách để nó vào cái game bên trong của các bạn. Đấy. Chờ một chút. Đây nó vào cái này thì các bạn có thể ấn accept. Tích vào hai cái accept này. Sau đó các bạn ấn next. Next. Đây đây là quá trình nó đang vào game. Yeah, các bạn ấn close. Close. Đấy vào đây các bạn có thể chỉnh sửa mọi thứ. Độ phân giải đây này. Setting này. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm game, tìm trận này. Các bạn vào tìm trận đây nhá. Tìm cái này khá là nhanh ấy. Đấy, nó đã vào game rồi này. Đấy các bạn vào game được rồi này. Thấy chưa? Đấy như vậy là các bạn đã cài game xong cái game đó là PUBG PC. Đấy, đây các bạn đã vào được game PUBG PC rồi này. Ok chưa? Rồi ok, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách để có thể tải và cài được cái game đó là PUBG PC trên máy tính của các bạn, để các bạn có thể chơi được cái game đấy. Các bạn cứ cài đi, nếu có vấn đề gì cứ PM mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.